kính chào quý vị khán giả và các bạn đang xem trên kênh Nhà Đẹp Nông Thôn Mới, và vẫn là em đây, em Thủy thôi. Trong cái chương trình chia sẻ những cái mẫu nhà thực tế đẹp, hôm nay em xin chia sẻ lại cái mẫu nhà vườn mái Nhật chữ U 5 gian 2 tầng mái do chính chuyên gia phong thủy Nguyễn Tất Nhiên tư vấn phong thủy thiết kế. Mẫu này thì có một lần em đã chia sẻ lên trên kênh, được các bạn yêu quý và các bạn bảo review lại, chia sẻ lại, thì hôm nay em xin chia sẻ lại cái mẫu nhà vườn mái Nhật chữ U này. Và bạn nào quan tâm đến chi tiết mẫu bản vẽ nhà này, cũng xin gọi điện em xin chia sẻ nhiều hơn. Và cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã ủng hộ em trên cái công cuộc đi tìm nhà mới, đi thiết kế nhà mới, nhà đẹp trên toàn quốc. Các bạn yêu quý em hãy cho em xin một nút chia sẻ clip và một nút like, một nút đăng ký kênh để nhiều bạn khán giả đang chuẩn bị làm nhà có những cái mẫu nhà thực tế tham khảo. Em xin chân thành cảm ơn. Và đây là cái mẫu nhà của em Út tại xóm Đồn, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Đó, mà là ở gần có thể qua nhà em Út xem trực tiếp mẫu nhà này. Đó, một trong những cái mẫu nhà chữ U nhỏ xinh đẹp, phù hợp với các bác nhà trưởng, con trưởng, các bác nông thôn có quỹ đất tương đối ổn. Và như cái nhà, mẫu nhà này thì của em Út được xây dựng trên tổng diện tích đất khoảng 600-700 m². Đó, em là nhà trưởng, con trưởng, em rất yêu quý cái mẫu nhà vườn này. Thực tế thì trước khi đi vào thiết kế thì em đã đi tham khảo rất là nhiều, đưa các bác thợ xây đi tham quan rất là nhiều mẫu thực tế. Nhưng rút cục về em, các bác thợ xây cùng gia đình không làm, không thấy ổn lắm, nên mà bác em đã gọi chuyên gia phong thủy Nguyễn Tất Nhiên đến tư vấn cho em. Đó, như quý vị khán giả và các bạn nhìn thấy là cái trước màn hình là cái ngôi nhà chữ U 5 gian 2 tầng mái, có diện tích mặt tiền là 17 và chiều sâu ngôi nhà là 11. Đó, được thiết kế đồng bộ, được thiết kế chi tiết, được tư vấn phong thủy tại nhà. Và ngôi nhà này thì hoàn thành cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Hôm nay em quay là tháng 5 2023, quay lại cho quý vị khán giả và các bạn có một cái nhìn thực tế khi ngôi nhà đã hoàn thiện, cổng cửa, sân vườn, tường rào, hồ cá coi, đó, ghế đá, đó. Và cái sảnh của ngôi nhà của chúng ta là ba gian giữa của chúng ta có diện tích 9 m², đó, và hai gian bên cạnh có hai gian thỏ chữ U là có diện tích hơn 4 m². Tổng của chúng ta là có 17 m². Đó, và ba gian giữa là chúng ta bước vào ngôi nhà, chúng ta có 5 bậc trải dài. Trải dài 5 bậc và được hai thiết kế hai cột chính vuông 50 và bên xung quanh hai bên ốp tường là hai cột giả tạo lên cái điểm nhấn cho ngôi nhà. Đó, và màu sơn của ngôi nhà của chúng ta là màu trắng, toa lên cái vẻ đẹp trang nhã gần gũi. Và với cái tông màu này thì chúng ta không bao giờ sợ lỗi cả. Chúng ta trang trí vào ngôi nhà càng đơn giản thì cái độ đẹp, cái đường nét nó càng bền vững. Và những cái điểm nhấn bằng những cái màu cà phê cháy. Đó, toàn bộ những cái điểm nhấn từ tầng mái 2, tầng mái 1 đều bằng những cái điểm màu cà phê cháy. Đó, sảnh bậc thì chúng ta được thiết kế 5 bậc và sảnh của chúng ta có diện tích là khoảng chiều rộng của sảnh là 2 m 50, 2 m 6 và chiều dài của ba gian 9 m. Đó, vị trí của chúng ta ở cái gian diện tích của sảnh của chúng ta là có 21 m và được thiết kế 3 cửa. Chúng ta bước vào trong nhà. Đó, và bước vào trong nhà chúng ta đầu tiên chúng ta đó là không gian thờ, không gian sinh hoạt chung của ngôi nhà. Đó, không gian thờ, không gian sinh hoạt chung của ngôi nhà. Ở không gian phòng khách này của chúng ta có diện tích là 55 m². Đó, em review lại. Và được mở hai cái cửa sổ ở hai cái phòng khách hai bên, ở giữa là phòng thờ chính cung. Đó,
Nhiều bạn bịt hai cửa sổ kia, chúng ta bịt cũng được thôi, nhưng mà nó mất đi cái độ thoáng của ngôi nhà. Đó, đây là em quay toàn bộ không gian phòng khách kết hợp phòng thờ trong ngôi nhà chữ U Lam Giang. Các bạn thấy có đẹp không ạ? Rất đẹp thoáng với điều kiện nông thôn của chúng ta. Đó. Tiếp theo em mời các bạn cùng em sang về bên phải ngôi nhà. Về bên phải ngôi nhà chúng ta được thiết kế hai phòng ngủ. Đó. Và ở vị trí này chúng ta đặt vệ sinh chung ở đây của ngôi nhà. Nhiều bác xem ở trên mạng, xem ở trên kênh xong về các bác vẫn đặt vệ sinh ở đây, nhưng các bác lại để mở cửa phòng vệ sinh đây nó là bị lỗi. Chúng ta khi chúng ta từ ngoài phòng khách nhìn vào nó bị lộ cái lỗi y. Và cái phòng ngủ đầu tiên em xin giới thiệu với quý vị khán giả và các bạn, phòng ngủ này có diện tích 16 m², 15 mét mấy đấy ạ. Em cho là 16 m². Đó, đó là phòng ngủ số 1. Và được mở một cái cửa sổ ra bên kia, tạo độ thoáng nhất cho ngôi nhà. Đó. Và tiếp theo em mời các bạn cùng em sang không gian phòng ngủ số 2. Phòng ngủ này có diện tích 17 m². Đó. Có cái view được mở cửa sổ nhỏ hai bên đầu giường và một cửa sổ lớn mở kịch rộng lớn tạo cái độ thông thoáng và có view nhìn về trước sân cũng như hồ cá koi của gia đình. Em xin cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã và đang xem những cái chia sẻ của em. Nếu quý vị khán giả và các bạn thấy hay hữu ích, hãy cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh để em có nhiều cái động lực đi review những ngôi nhà mới, nhà đẹp, phong thủy, nhà mới phù hợp với điều kiện nông thôn cũng như thành phố. Các bạn quan tâm đến tư vấn phong thủy và thiết kế thì cũng xin gọi điện số điện thoại trên màn hình. Em cùng chuyên gia phong thủy Nguyễn Tất Nhiên sẽ đến giúp quý vị khán giả và các bạn hoàn thành ngôi nhà đẹp. Đó, và bên này, về bên trái của ngôi nhà thì chúng ta có phòng ngủ thứ 3. Phòng ngủ này có diện tích 17 m². Đó, mở cái view cửa sổ về trước. À, đây là em xin giới thiệu phòng ngủ thứ 4. Phòng ngủ này dành cho mẹ già. Đó, khi chúng ta tuổi già, có mẹ, có cha ở nhà thì chúng ta thường ưu tiên những cái phòng ngủ có WC. Và phòng ngủ này cũng được diện tích 16 m². Đó. Ở với căn phòng này thì có một WC khép kín để tiện cho bố mẹ, ông bà sinh hoạt cái tuổi già những lúc đêm hôm hoặc cả mưa gió. Và trong ngôi nhà thì được mở một cái cửa phụ vừa tạo cái độ thoáng cho ngôi nhà, tạo cái độ thoáng cho ngôi nhà và cũng là cái kết nối không gian xuống phòng bếp, phòng ăn. Đó. Và đây là không gian phòng bếp, phòng ăn được tư vấn sau em tự triển khai ngôi nhà này. Đó. Và đây tất cả khu dưới này là khu nhà bếp, nhà ăn và kết nối với không gian sân vườn. Đó. Và đây là toàn bộ sân vườn của nhà em. Em không quay xa nữa, tít ra góc đằng kia cũng vẫn là sân vườn nhà em. Cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã xem những cái chia sẻ của em. Hẹn các bạn trong cái chương trình lần sau. Các bạn có yêu quý thì xin gọi điện, em cùng chuyên gia sẽ đến giúp quý vị khán giả và các bạn hoàn thành ngôi nhà đẹp. Em xin chân thành cảm ơn và biết ơn quý vị khán giả và các bạn rất là nhiều ạ. Trong cái clip này em xin review lại một chút nữa cái toàn bộ cái mặt tiền thật đẹp cho quý vị khán giả và các bạn cùng tham khảo, cùng chiêm ngưỡng ngôi nhà đẹp này ạ. Đó, ngôi nhà quê thôi, diện tích nhỏ 17, mặt tiền 17 và chiều sâu 11, 4 phòng ngủ 2 WC. Trong clip này em xin được kết thúc tại đây. Em xin hẹn các bạn ở trong cái chương trình chia sẻ lần sau. Xin chào các bạn.